Rồi như vậy là mình đã xuống nha. Đây cái xe này các bạn. Đây đây đây. Chết nổi sùng tắt luôn. Ôi đặt. Khe giờ rồi. Đào không? Đào không? Bánh thuyền xe. Con nào vui? Biết đào không? Không biết. Này chụp hình đó được. Cái này quay cái này thôi. Ê. Đi. Chụp hình đâu? Nó chụp hình đâu? Đào bóng quay hả? Đưa vô đó nữa. Đó nước. Rồi bây giờ chúng mình sẽ đi xuống khu đập vịt nha. Thì cái này có một cái cầu dẫn qua chỗ cái thuyền mà nhiều người rất là thích chụp hình ở đây nè. Kiểu như một bến phà vậy đó. Nó bị sao nè, ơi đứa kia đi lọt đó nghe. Có cá nè. Thôi chừng rước nha. Ê. Được chưa? Rồi, thả đi, thả đi. Thấy không ta? Cái này không có mấy trong nước chứ, để xuống ngoài luôn. Mày con là mày có cái này là cái thuyền hồi ta sao nó dùng dịch kìa nè kìa dưới kìa đó cái ghe nổ đây nè thùng á nổ là nó là dịch chưa đi xuống mà vàng đi dịch vậy đó nè xe đạp có còn bên kia đạp vịt bên kia đây là xe đạp bây giờ tụi mình sẽ đi lại chỗ đạp vịt nha. Lấy đưa tiền nha. Bây giờ con mèo sẽ lại thuê đạp vịt nha. Ấy từ đồ nữa. Để xuống chút thôi. Để nó lỏng. Một người trong tính vãi. Hai người thôi nghe. Con bé mà. Má còn hơn mày cái bé vô. Ê. Ui. Quay đi lại quay cho. À đúng rồi lại quay cầu. À cái chỗ lên cấp á. Cầu nó cẳng rồi. Quay thôi, đứng quay thôi. Đó, như vậy là cái giá đặc biệt là 50.000 một người nha các bạn. Sao nó không cho thuê thuyền dụng người ta lên 5 người là thành ra 250 luôn á. Ê giải cho người á, còn hay ta em bao nhiêu đó là nó giảm giá gì đó. Còn tính ra xuống thuyền đập mấy quê. Ê. Mấy phương mấy cẳng mày cái cẳng luôn á. Mấy cộng 80. 80 thì lên 50 bạn bình thường. Ê, 50 mà tròn. Không đáng. Cái gì lên đập có bo kéo vô mất tem ngon. Vãi. Thôi thôi thôi. Nói chung mà con nhà nghèo đi du lịch. Rồi bây giờ mình sẽ dạo một vòng.